các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi vừa về được một chiếc máy bơm nước họng lớn. Ở trước mắt các bạn đây là chiếc máy bơm nước Honda VKB30XT. Chiếc máy này thì là sản xuất tại Thái Lan. Và các bạn có thể thấy được đây là hàng Honda chính hãng. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được họng của nó rất là lớn. Họng hút xả của nó lên đến 80mm và cái lưu lượng của nó cực kỳ khủng luôn. Lưu lượng của nó rơi vào 1.100 lít trên phút. Và cột áp của nó lên đến 28m. Trong cái cột áp 28m thì nó có khả năng hút sâu tốt nhất ở độ sâu là 8m các bạn nhá. Và tua chiếc này tất nhiên rồi, rơi vào 3.600 vòng phút. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy được rõ hơn về tình trạng đã qua sử dụng của chiếc máy VKB30XT này như thế nào, để các bạn có thể thấy được rõ ràng hơn trước khi quyết định có mua hay không. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết. Honda VKB30XT thì hàng này có bán mới trên thị trường. Nếu các bạn tham khảo trên tất cả các cái trang web của chính hãng thì giá của nó đâu đó rơi vào tầm khoảng trên dưới 8 triệu cho mẫu VKB30XT. Còn mẫu VKB20XT họng chỉ có 50 thôi. Thì trước đấy rẻ hơn, trước đấy khoảng tầm 7 triệu 7 đến 7 triệu 8 thì tùy theo từng đơn vị. Đây các bạn có thể thấy được, đấy là giá mới các bạn nhé. Còn đây là chiếc máy bãi đã qua sử dụng và các bạn có thể thấy được chiếc máy này rất là đẹp. Chiếc máy này tại Điện Máy Bình Sơn thì chúng tôi đang bán với giá là 4 triệu rưỡi. Nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn để chốt đơn hàng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết nhé. Các bạn có thể thấy được cái bình xăng lớn của nó còn rất ok. Tem Honda VKB30XT, nắp bình xăng lớn nó bằng inox, có thể chống rỉ được trong khi các bạn sử dụng ở ngoài môi trường. Cái động cơ của nó là động cơ Honda GX 160 5.5 HP các bạn nhá. Cái tem ốp giật này thì nó bị bung mất rồi, do đó thì nó không còn tem ở đây, nhưng mà động cơ này là động cơ Honda GX 160 số series đây các bạn nhá. Đấy, GCABT 21765. Này hàng Honda xịn luôn. Các bạn có thể thấy quả bầu bơm mình nhìn rất là khủng. Bầu bơm rất là khủng. Các bạn có thể thấy găng tay tôi dài nha. Bầu bơm bình thường nó chỉ đến đây thôi, mà bầu bơm này rất là dài. Bầu bơm chuyên dụng ấy. Trên sen bơm, bầu bơm này các bạn có thể thấy dòng chữ Honda dập nổi luôn, rất là rõ. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được nó còn một cái gen cút nối nhanh như này. Đấy. Nếu các bạn nào không thích thì các bạn có thể tháo ra. Đây, hai đầu. Họng 80. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái thông số của nó nhé các bạn nhé. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được họng của nó là 80mm này, họng hút và họng xả bằng nhau. Lưu lượng của nó là 1.100 lít trên phút. Cột áp của nó là 28m. Và cái khả năng hút tốt nhất là 8m. Công suất của nó là 4.0kW, tương đương với 5.5 HP ở tua 3.600 vòng phút. Và nó sản xuất tại nhà máy Thái Honda MFG Co.Ltd. Chiếc này là Thái nguyên chiếc luôn các bạn nhé, rất là ok. Hàng này là hàng chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc chứ không phải là hàng OEM. Đó, tình trạng chiếc máy này còn khá là đẹp, nguyên bản luôn. Các bạn có thể thấy được chế hòa khí là chế Kenzi, nắp Spark OHV. Quả bộ sen bơm này rất là đỉnh, nhìn quá là ưng luôn. Về dưới thì các bạn có thể thấy còn rất là nguyên. Máy khô ráo nhá, không ướt át gì cả. Đẹp, nói chung là đẹp ấy. 4.500.000 cho một chiếc Honda VKB30XT. Đấy, nếu mà các bạn muốn mua hàng thì tất nhiên vui lòng liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099. Nhớ vui lòng like, subscribe kênh. Các bạn có thể thấy ở cái bầu bơm này, bầu bơm chuyên dụng này, bầu bơm đặc thù các bạn thấy. Bầu bơm này rất khủng luôn. Chúng tôi nhìn mà chúng tôi vẫn còn rất là ưng. Vì bình thường sen bơm nó chỉ đến đây thôi, một nửa thôi. Nhưng bộ bơm này rất là to, khủng đấy. Một lần nữa thì quay lại tổng quan để các bạn có thể xem. 4.500.000, mức giá khá hợp lý. Các bạn chỉ bỏ ra số tiền bằng một nửa so với số tiền các bạn mua một cái máy mới. Nhưng mà nhận về được một chiếc máy giá trị trước này còn độ mới nó phải rơi đến 70-80%. Như vậy là các bạn đã hời rồi. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ theo dõi kênh, ủng hộ Điện Máy Bình Sơn bằng nút subscribe, nút là đăng ký và bật chuông thông báo để khi mà chúng tôi về những sản phẩm gì chúng tôi đăng lên thì các bạn có thể cập nhật nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.